Vâng, cả video xin mến chào toàn thể các bác nhá. Em đang làm clip trong buổi đầu tháng ngày hôm nay, mùng 1. Thì trân trọng được gửi lời đến toàn thể các bác, các anh em sang tháng mới là luôn luôn mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn. Thì trong buổi tối ngày hôm nay, em vào khoảng 8 giờ 30 em sẽ có buổi livestream trực tiếp review đến toàn thể các bác với các chương trình giảm giá với tất cả các sản phẩm âm thanh trong đầu tháng này, cũng như là tri ân cho đến toàn thể quý khách hàng tiếp thay cho mọi người Tổ quốc. Thì cũng có những sản phẩm cho em đã khuyến mãi rất là sốc không nhá. Thì ngoài ra thì đầu tháng hôm nay em về hàng thì em về được thêm 3 đôi loa của JBL, hàng bãi Mỹ Xịn, và 3 đôi loa bắt gồm bắt báo 40, JRX115M và JRX112. Đây dòng loa bắt 30 các nhá, được sản xuất tại Mexico. Trong tình trạng đẹp xuất sắc. Thì nói đến cái cặp loa này thì em đã có rất nhiều bài ghép dàn rồi, là hàng về đã mở rồi. Thì hôm nay hàng là em nhập về em chuyển ra thẳng tiếp ra cửa hàng luôn. Đó. Trong buổi chiều hôm nay. Báo cáo trên kênh đó cũng biết. Như biết thì các bác hát những không gian phòng phòng từ tầm 35 đến 40 mét vuông hát trở lại thì đô la JBL bắt 40 này sẽ đáp ứng cho bác mà điều cho tiếng bass rất là ấm, chép tơi, sáng, sạch, rất là hay các bác nhé. Trong tầm giá hiện tại bên thì mình đang chào bán mức giá là 14 triệu đồng trên một cặp loa này. Nếu bao ship em sẽ bán là 14.500.000 đồng em bao ship các bác nhé. Cặp loa này 340 với công suất cho ra là từ 250 và cực đại là 500W. Đây các bác có nhìn đây, thì dòng loa này em bán suốt rồi, đây các bác phải nhà theo dõi đây, 250W này, cực đại là 500W các bác nhé, 340. Vì dòng JBL theo với tại sao thì công suất nó lại vừa phải, vì là dòng này độ nhạy nó rất là cao. Đấy, gần như khi bác đánh đẩy 340 thôi, bác chỉ có đẩy tầm độ 500W thôi là bác đánh thoải mái rồi. Đó, rất dễ phối ghép. Đối dòng bắt 30 cũng vậy, là công suất tối thiểu là 200W và cực đại là 500W các bác nhé. Sản xuất tại Mexico, design USA. Như vậy thì thời điểm này thì thời điểm hàng tệ tiếc, hàng hóa lên giá, nhưng lại giá này được bán ra rất là êm cho các bác các anh em. Đây có hai đôi nguyên tem cờ và một đôi là không tem cờ các nhé. Thùng quét còn đẹp, công suất sát. Đây những cặp loa bên mình là tuyển chọn, khi bác hàng tuyển chọn về bác nhìn nhìn cái thùng thôi là bác biết rồi về độ đẹp nó rồi. Đấy. Còn có thể nó bám bụi một tí thôi thì em tí nữa em sẽ lấy chải, và chải đánh nó đi là hết bác nhá. Các bác lưu ý những cái dòng lỉ này này, khi nó bám bụi vào các bác lấy cái bàn chải, nhà mình có bàn chải đánh đi là hết thôi, xả tuốt đi một tí là hết thôi, sạch sẽ. Còn cái tê cái bẩn này này, trên cái tem cờ bác lấy cái rẻ lau là trắng hết nhá, lau là trắng hết luôn nhỉ. Để bác lấy móng tay bác cạo luôn trắng luôn. Trong một video thông báo hàng về thôi, thì hẹn các bác trong buổi tối hôm nay thì em sẽ buổi livestream cũng như thông báo bác giá luôn đối với cặp 40 này là 14 triệu đồng một cặp với giá thông thường, còn cặp 30 này em bán 11 triệu đồng trên một cặp các nhá. Thì các bác mua trong buổi tối hôm nay sẽ được ưu đãi mức giá siêu tốt các nhá. Ngoài em báo giá không phải riêng gì dòng loa này, ngoài ra rất nhiều mẫu loa khác thì em sẽ giới thiệu trong buổi tối hôm nay, và các dòng đẩy công suất rồi là các dòng vang, dòng mic ưu đãi giá tốt nhất các bác nhá. Toàn số lượng đấy không được nhiều lắm nên các bác nhanh tay liên hệ nhé. Cặp loa đẹp này số lượng có hạn thôi. Bình thường thì những dòng JBL em nhập về thì rất là nhiều, vài chục đôi một, nhưng đợt này về hàng rất là khan, hiếm, rất là khan luôn, để về rất là nhỏ giọt. Thì tại hai cơ sở bên Hiếu Minh là 364 Quang Trung Hà Đông Hà Nội và 76A Lũy Văn Bích quận Tân Phú Hồ Chí Minh, thì bên thì mình đều có những sân hàng, thì anh em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em nhé. Và các bác có nhu cầu nâng cấp đổi các sản phẩm thì cũng liên hệ trực tiếp bên em, một đơn vị bán đa dạng các mã sản phẩm để các bác phục vụ các bác được nâng đời trải nghiệm sản phẩm cao cấp hơn. Còn những bác nào có nhu cầu ở sản phẩm bình dân em đều có phục vụ các bác anh em. Xin chân ái chào tạm biệt tất cả các bác nhé.